Giao hưởng cùng nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa trích trong bộ phim ca nhạc Trường Sa Bến Bờ Trong Nhau. Đây là bộ phim ca nhạc rất đặc biệt, đã có thời gian là 2 năm có thể lên ý tưởng thực hiện, gần 1 tháng quay hình tại các địa điểm như là các đảo của quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, bán đảo Cam Ranh hay là vùng 4 Hải quân. Và ngày hôm nay thật vinh dự khi chúng ta có cơ hội được trò chuyện với những nhân vật rất đặc biệt xuất hiện ở trong bộ phim này. Vâng, và xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, là giọng ca chính, người thể hiện ca khúc vừa rồi và cũng là đồng tác giả kịch bản và diễn viên Bình An trong vai đại úy Hải Quân Khôi. Rất là vui khi được chào đón hai anh chị đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Vâng, và được biết rằng là đây là một bộ phim đã quy tụ gần 1.000 người tham gia để có thể thể hiện và khắc họa rõ nét nhất 3 thế hệ, cả ở tiền tuyến cả ở hậu phương. Và trước hết thì nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả một vài những cái nét đặc trưng nhất của dự án của bộ phim này ạ. Lần đầu tiên cho phép Khánh Hòa xin được gửi tới quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng VTV3 và toàn thể các anh em bộ đội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái bộ phim ca nhạc Trường Sa Bến Bờ Trong Nhau, cái câu chuyện nói lên một gia đình có 4 thế hệ và tự hào khoác lên mình chiếc áo hải quân để bảo vệ biển đảo cho Tổ quốc. Bên cạnh đó là một hậu phương luôn luôn biết vượt lên những cái gian khó để làm một cái hậu phương vững chắc cho chồng, cho con, bảo vệ biển đảo, Tổ quốc. Và một cái hình ảnh mà Khánh Hòa muốn khắc họa trong cái bộ phim ca nhạc này đó là một hình ảnh của quân đội, của Hải quân Nhân dân Việt Nam, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và sáng tạo trong thời đại mới. Vâng, vậy thì đây là một cái đề bài về biển đảo quê hương, một đề tài về đất nước thì cũng sẽ là một cái đề tài cực kỳ là xúc động và thiêng liêng khi mà mỗi con người Việt Nam chúng ta nhắc tới. Vậy thì khi nhận đề bài này thì nghệ sĩ Tô Khánh Hòa đã cảm thấy như thế nào và chị cùng với ekip đã lấy cảm hứng nào để có thể giải cái bài toán khó này ạ? Thực ra nói về đề bài thì không có ai là giao đề bài cho Khánh Hòa cũng như là ekip cả. Mà cái bộ phim ca nhạc này xuất phát từ cái tình cảm của Khánh Hòa dành cho Trường Sa suốt mười mấy năm qua. Từ năm 2009, Khánh Hòa đã bén duyên với Trường Sa. Và từ đó đến nay, Khánh Hòa đã đi Trường Sa 8 lần. Năm 2012, Khánh Hòa đã làm bộ phim ca nhạc Gần Lắm Trường Sa. Và đến thời điểm này là tròn 12 năm, Khánh Hòa lại tiếp tục muốn làm một cái bộ phim ca nhạc nữa về Trường Sa. Để gửi đến các cán bộ chiến sĩ bộ đội Trường Sa. Và đồng thời bộ phim này Khánh Hòa cũng muốn gửi đến toàn thể các khán giả, những người con dân nước Việt ở trong nước cũng như nước ngoài, để mọi người thêm yêu Trường Sa và cùng đóng góp xây dựng Trường Sa, phát triển trường tồn. Những thông điệp ý nghĩa, những bài hát được dàn dựng rất công phu và cùng với đó là sự tham gia của những gương mặt nghệ sĩ diễn viên rất quen thuộc với khán giả. Bình An, bạn có thể chia sẻ một chút những người diễn viên, những người đồng nghiệp đã cùng tham gia với bạn ở trong dự án lần này? Đây là một dự án rất đặc biệt mà khi Bình An được nghe tên là sẽ được ra Trường Sa, sẽ được mặc trên mình bộ quân phục của chiến sĩ Hải quân thì Bình An không cần biết lịch sắp tới như thế nào, đồng ý tham gia luôn. Và cũng không cần biết bạn diễn của mình ra sao, bởi vì đối với An ấy thì An thấy rằng là đây là một dự án rất đặc biệt. Một dự án chắc chắn mình phải tham gia, bởi vì là cả gia đình của An thì ông nội, ông ngoại lẫn cả bố đều tham gia kháng chiến.
Thế nên là đây là những cái hình ảnh mà mình nghĩ rằng là mình chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm đáng nhớ trong đời của mình. Và nếu như mà không có chị Khánh Hòa mời An tham gia thì chắc chắn là cũng sẽ không có cơ hội được ra Trường Sa, không có cơ hội được thăm các chiến sĩ cũng như là các gia đình đang ở ngoài Trường Sa. Vâng, vậy thì khi mà nhận lời mời tham gia vào dự án này thì anh Bình An có bao nhiêu thời gian để nhập vai vào vai Đại úy Hải quân Khôi, và cái kỷ niệm mà anh nhớ nhất khi tham gia cùng với ekip trong dự án lần này là gì ạ? Nếu như mà hỏi chính xác ra bao nhiêu ngày để vào vai đại úy thì cũng không nhớ, nhưng mà mình cũng có kinh nghiệm bởi vì mình cũng làm một bộ phim của Đài Truyền hình Việt Nam về không quân rồi. Bây giờ mình được làm hải quân, cũng là trong quân đội nhưng mà khác một cái là một người ở trên trời còn người này ở ngoài biển. Và đối với Bình An thì mỗi một ngày bạn hiểu cái cảm giác là khi mà bạn lênh đênh trên biển, không có sóng điện thoại, không có mạng xã hội, thậm chí thi thoảng có một vài cuộc sóng gọi điện về cho người thân. Và cuộc sống của bạn lúc đấy chỉ gắn bó với lại là các người đồng đội, những người ở cùng phòng với mình và công việc. Thì lúc đấy mới thấy rằng là mình thấy trân quý những người đang làm nhiệm vụ cao cả ở ngoài những quần đảo của mình. Và đối với An thì mỗi một ngày là một kỷ niệm khác nhau. Thế nên là nếu như mà để kể những kỷ niệm đấy ra thì chắc là sẽ dành ra một chương trình 60 phút để có thể kể hết được những kỷ niệm như vậy. Vâng, rất là thú vị khi ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta ở trong bộ phim ca nhạc này họ lại đóng vai hai mẹ con ấy. Rất là tò mò để nhìn phân cảnh của hai nghệ sĩ. Và có một câu hỏi rất là họ có nghĩ rằng là nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm dành cho nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa. Đấy là vì sao chị lại lựa chọn kết hợp giữa phim văn nghệ ca nhạc cùng với cả những cái tư liệu thực, và mạch phim sẽ được lựa chọn, sẽ được thể hiện dựa trên các cái ca khúc, hay ngược lại, các ca khúc sẽ được lựa chọn để đo đi đóng giày theo mạch của câu chuyện? Cái bộ phim ca nhạc này thì là khi mà Khánh Hòa chọn cái mạch phim, mà thì trước tiên là Khánh Hòa chọn cái những ca khúc trước, và Khánh Hòa ưu tiên những cái ca khúc đó nói lên được cái những cái điều mà Khánh Hòa muốn kể trong bộ phim. Và đồng thời sau đó sẽ là cùng với cả đồng tác giả kịch bản là nhạc sĩ Lê Tâm viết lên kịch bản và bám sát vào cái nội dung của bài hát. Và hai cái nội dung kịch bản và nội dung của ca khúc nó đã được kết hợp với nhau nhuần nhuyễn từ khi bắt đầu khởi lên cái dự án này rồi. Và sau đó Khánh Hòa mới mang những cái tác phẩm đó đến với các nhạc sĩ để nhờ phối khí. Và Khánh Hòa cũng rất là đặc biệt là nhờ những nhạc sĩ phối khí hàng đầu Việt Nam, đó là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Đỗ Bảo, Minh Đạo, rồi Huyền Trung, rồi Ngô Minh Hoàng và Phương Nguyễn, để cho các nhạc sĩ phối khí làm sao mà hay nhất có thể trong những ca khúc trong phim. Và Khánh Hòa cũng khi mà chia sẻ với các nhạc sĩ thì Khánh Hòa cũng nói, cũng đưa kịch bản cho các nhạc sĩ đọc trước để hiểu được nội dung câu chuyện phim như thế nào, và nói rằng là đoạn này anh làm cho em này, như cái bài Nơi Ấy Là Trường Sa là đoạn giãn tấu thì sẽ có những cái cảnh rất là hào hùng và những bộ đội rất khí thế, và máy bay trực thăng rồi tàu thuyền rồi mọi thứ rất là hiện đại và tinh nhuệ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thì anh Trần Mạnh Hùng đã phối khí cái đoạn giãn tấu Khánh Hòa rất là ưng ý. Và những cái ca khúc khác nữa thì đều các nhạc sĩ cũng đã bám sát với nội dung kịch bản. Chính vì vậy mà quý vị khán giả xem sẽ cảm thấy rằng là ca khúc và hình ảnh nó hòa quyện với nhau, không thể tách rời. Vâng. Ở đó thì cũng sẽ có những cái ca khúc mà khiến cho chị rất là xúc động đúng không ạ? Vậy thì ca khúc nào đã để lại trong chị ấn tượng mạnh mẽ nhất? Vâng. Có thể nói rằng cái ca khúc mà Nơi Ấy Là Trường Sa là một cái điểm nhấn trong cái bộ phim ca nhạc. Tuy nhiên là tất cả những ca khúc ở trong bộ phim này Khánh Hòa đều cảm thấy rất là yêu và không thể tách rời nhau được. Đặc biệt là cái ca khúc Gần Lắm Trường Sa thì ca khúc Nơi Ấy Là Trường Sa thì Khánh Hòa muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là thông điệp hòa bình đến toàn thế giới, dùng âm nhạc để gắn kết trái tim đến trái tim, xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Vâng, và thưa quý vị, Trường Sa Bến Bờ Trong Nhau là một sản phẩm phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ chính thức được lên sóng vào lúc 14:10 ngày mai trên kênh VTV1. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để đón xem tác phẩm này. Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, cảm ơn diễn viên Bình An. Và một lần nữa cho phép Khánh Hòa một lần nữa xin được thay mặt cho đoàn làm phim xin được gửi lời cảm ơn sâu nhất, sắc nhất đến Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam,
Nhà hát ca mối nhạc Thăng Long và tất cả các đơn vị cơ quan liên quan đã giúp cho đoàn làm phim thực hiện được cái bộ phim ca nhạc Trường Sa Bến Bờ Trong Nhau được thành công. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa xin được cảm ơn hai khách mời đã đến với Cà Phê Sáng và chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ có thể nhận được thật là nhiều những tình yêu thương của quý vị khán giả.